chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nghệ sĩ Xuân Nghĩa, em trai của danh hài Xuân Hinh. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa có tên đầy đủ là Bùi Xuân Nghĩa, anh được biết đến là một diễn viên chèo khá nổi tiếng tại Việt Nam. Từ năm 1999 đến nay, Xuân Nghĩa công tác tại nhà hát chèo quân đội và anh đang mang quân hàm trung tá. Vốn sinh ra tại làng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh, quê hương của những làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm trữ tình nên ngày từ nhỏ những giai điệu quan họ in sâu vào ký ức của anh. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa cũng đam mê với chèo lắm nhưng không thực sự tự tin để theo đuổi. Nên sau khi học xong cấp 3, anh đã lựa chọn cho mình con đường trở thành một kỹ sư điện nhưng học được một thời gian lại thôi. Anh nghĩ chắc là cái duyên ông trời xe cho mình là mang lại niềm vui, nụ cười cho khán giả. Cũng từ đó anh bắt tay vào tập luyện hát chèo để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Để học hành một cách bài bản và chuyên nghiệp, anh đã đăng ký học tại lớp chèo của Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tính đến nay, nghệ sĩ Xuân Nghĩa đã có gần 20 năm lao động trong nghệ thuật và tham gia gần 30 vở chèo và nhiều phim cũng như các tiểu phẩm hài. Gần đây anh lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và hài. Khi lấn sân sang lĩnh vực này, anh cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định qua từng vai diễn, khán giả đã biết đến anh nhiều hơn. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa tâm đắc nhất là các vai diễn ở sản phẩm hài Tết 2018 do chính anh tự biên kịch và dàn dựng. Đó là vai bố vợ trong hài Mất vợ vì rượu hay vai thầy bói trong Bói lừa thua trộm chó. Song song với việc vun đắp tình yêu với chèo, với màu xanh áo lính, mỗi năm anh Xuân Nghĩa dự định sẽ tự sản xuất một vài sản phẩm hài để phục vụ khán giả. Dù là em trai của danh hài Xuân Hinh nhưng Xuân Nghĩa vẫn muốn đi lên bằng thực lực của mình. Anh tâm sự, tôi lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của anh Hinh, cũng không muốn bầu sâu trục lợi từ hình ảnh của anh ấy. Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, Xuân Nghĩa giống Xuân Hinh từ ngoại hình tới giọng nói, đa tài không khác gì anh trai và cùng đam mê nghệ thuật truyền thống. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa được biết đến với tư cách là nghệ sĩ đa năng của nhà hát chèo quân đội nhưng đồng thời cũng là em trai mang hàm trung tá của Xuân Hinh. Trong gia đình, nghệ sĩ Xuân Hinh là anh cả, Xuân Nghĩa là em út. Từ bé, Xuân Nghĩa đã được anh trai dạy dỗ rất nghiêm khắc và khắt khe. Trung tá Xuân Nghĩa, tài năng không kém anh trai Xuân Hinh, tình duyên lận đận. Trong gia đình, ai cũng tự hào và hãnh diện vì được làm em của anh Xuân Hinh. Từ bé, anh Xuân Hinh đã thay bố mẹ lo lắng, cho chăm cho anh chị em chúng tôi. Anh ấy dạy dỗ các em rất là khắt khe và nghiêm khắc nên ai cũng kính nể và nghe lời anh. Trước đây, mỗi khi ai đó so sánh tôi với anh Xuân Hinh là tôi áp lực lắm. Anh ấy là người chỉn chu, nghiêm túc và cầu toàn trong công việc. Không chỉ trong nghệ thuật đâu mà cả trong công việc hàng ngày. Còn tôi thì lại đôi khi hơi bay bổng, xuề xòa, dễ tính. Trước anh Xuân Hinh hay chấn chỉnh tôi lắm. Anh ấy muốn tôi phải luôn nỗ lực để không phụ lòng của khán giả và có kỷ luật với chính bản thân mình. Giờ thì anh ấy không nhắc nhở, không chấn chỉnh tôi nhiều nữa vì thấy tôi cũng đã chín chắn hơn. Áp lực lớn nhất đối với tôi đó là dù đã cố gắng định hình một phong cách nghệ thuật, một lối đi riêng nhưng người ta vẫn nói tôi bắt chước anh Xuân Hinh. Nhiều người thậm chí còn nhận nhầm vì thấy tôi giống anh trai mình từ ngoại hình đến giọng nói và điệu bộ. Đôi khi tôi cảm thấy rất tủi thân vì nhiều sản phẩm mình sáng tạo từ đầu đến cuối, từ kịch bản tới dàn dựng, biểu diễn. Nhưng khi phát hành lại được khán giả khen là bắt chước. Như nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua, tôi vẫn thấy vui, giống anh là được rồi, cười. Vào nghề từ năm 1998, anh đã đóng nhiều thể loại vai từ trẻ tới già, giả gái, say rượu, thậm chí phản diện. Cuộc sống hiện tại của anh thế nào? Cứ bình bình vậy thôi, cười, vẫn là lính phòng không hơn 10 năm qua, tôi giữ quan hệ tốt với vợ cũ, cùng nhau chăm sóc con trai. Chúng tôi chung quan điểm, hết duyên còn nghĩa, còn sợi dây kết nối là con, để chúng thấy bóng dáng hơi ấm gia đình. Nếu không cho con được một gia đình trọn vẹn cũng đừng để chúng thấy tủi. Còn công việc thì sao, thưa anh? Làm việc trong môi trường quân đội, tôi đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Gần đây tôi có chút thay đổi trong tư duy và hành động, quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật truyền thống, quay lại nhiều bản hát văn. Sắp tới tôi tiếp tục quay nhiều bản chèo cổ. Di sản các thế hệ tiền bối để lại bản rất hay, tôi muốn ghi lại vừa làm kỷ niệm vừa góp phần nhỏ bé gìn giữ điệu chèo gốc. Gần đây, tôi cũng để ý nhiều hơn tới nhu cầu giải trí của khán giả. Trước kia tôi hay làm hài dài, bây giờ làm thêm nhiều tình huống ngắn. Cuộc sống hiện đại có vẻ khán giả quan tâm đến hài ngắn nhiều hơn. Có anh trai Xuân Hinh nổi tiếng với nhiều sản phẩm hát văn, chèo, lại có giọng hát giống hệt, anh có áp lực. Anh Hinh là người chỉn chu trong công việc cũng như nghệ thuật, từ phục trang, biểu diễn, giữ gìn hình ảnh cả trong nghề lẫn cuộc sống. Giống một người như vậy liệu có áp lực không? Cười.
Tôi không cố gắng bắt chước anh Hinh nhưng khán giả nhiều nhận xét giống từ giọng nói tới ngoại hình nên đôi khi họ nhận nhầm. Có lúc tôi cũng áp lực, tủi thân vì nhiều sản phẩm mình sáng tạo từ đầu đến cuối, từ kịch bản tới dàn dựng, biểu diễn. Nhưng khi phát hành lại được khán giả khen là bắt chước. Nhưng nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua, tôi vẫn thấy vui, giống anh là được rồi, cười. Gần đây, khi kết hợp với Hoa hậu Làng Chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh ra mắt các sản phẩm âm nhạc truyền thống, nhiều người đồn cả hai đang là một cặp. Hai anh em có tình cảm chung là cùng yêu nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi là anh em thân thiết trong nghề, làm cùng nhà hát chèo quân đội. Thùy Linh là sếp của tôi, làm gì có chuyện là một cặp. Nếu nhà báo định xe duyên, tôi sẽ hỏi lại Thùy Linh, cười. Hơn 20 năm làm nghề, điều gì làm anh tiếc nuối nhất? Việc tiếc nuối nhất có lẽ là thời buổi công nghệ mà bản thân lại cập nhật chậm. Nếu chịu khó tìm hiểu, các sản phẩm mình làm ra lan tỏa tốt hơn, khán giả trẻ sẽ ngày càng yêu nghệ thuật truyền thống cũng như yêu Xuân Nghĩa hơn. Anh nghĩ sao khi người ta nói anh hơi già so với tuổi? Già ở đây là già về tư duy, cách thể hiện và cách diễn xuất. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nói tôi chậm so với tuổi. Điều tôi tiếc nhất là mình cập nhật mọi thứ xung quanh hơi chậm do không rành lắm về công nghệ. Nếu có những am hiểu nhất định về công nghệ, biết cập nhật các xu hướng của thời đại, thì chắc chắn các sản phẩm nghệ thuật của tôi sẽ lan tỏa hơn, đến gần hơn với khán giả trẻ. Với một người bay bổng, tuềnh toàng, có đôi phần dễ tính như anh thì làm việc trong môi trường quân đội có gì đó hơi gò khuôn. Trái lại đấy, chính môi trường quân đội đã giúp tôi có sự rèn luyện để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. Làm việc trong môi trường quân đội, tôi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không cho phép mình quá bay bổng và vượt ra khỏi giới hạn. Thời gian qua, tôi cũng đã có nhiều sự thay đổi trong tư duy làm nghề. Tôi đầu tư hơn nhiều hơn đến nghệ thuật truyền thống, quay các bản hát văn. Sắp tới tôi tiếp tục quay nhiều bản chèo cổ. Di sản các thế hệ tiền bối để lại bản rất hay, tôi muốn ghi lại vừa làm kỷ niệm vừa góp phần nhỏ bé gìn giữ điệu chèo gốc. Ngoài ra, tôi cũng để ý nhiều hơn tới nhu cầu giải trí của khán giả. Trước kia, tôi hay làm hài dài, bây giờ làm thêm nhiều tình huống ngắn. Cuộc sống hiện đại có vẻ khán giả quan tâm đến hài ngắn nhiều hơn. Nếu sau này con trai có ý định theo nghệ thuật thì anh muốn con trai đi theo con đường của anh trai Xuân Hinh hay của chính mình? Từ trước đến giờ, tôi luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Con muốn gì tôi đều đáp ứng. Tất nhiên, con cũng có ý thức chứ không phải đòi hỏi điều gì thái quá. Nếu sau này con có năng khiếu và thực sự đam mê nghệ thuật thì tôi sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Con mà theo được con đường của bác Xuân Hinh thì quá tốt, vì không phải ai cũng có thể làm được như bác. Ngoài sự nỗ lực thì còn cần phải có tài năng và căn duyên nữa. Còn con theo gì, theo ai cũng được. Miễn con thực sự tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và phát huy được thế mạnh của mình. Làm nghệ thuật không hề dễ nhưng đã yêu nó rồi thì rất khó bỏ. Hiện tại, dù sống cô đơn nhưng nghệ sĩ Xuân Nghĩa vẫn lạc quan và coi nghệ thuật là niềm an ủi của mình. Anh nói, nhiều khi những người làm nghệ thuật thì cô đơn cũng là một chất xúc tác để cho ra những tiểu phẩm hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã